chứ. Bữa nào mình cũng đi mần rồi đi khoát qua từ thiện, mình đi đẩy muối mướn nè, rồi đi làm mà mình có mấy công đất muối ở trong kia. À, rồi mình đi mần, rồi mình đi đẩy muối mướn, rồi đẩy muối mướn, rồi đi phát quà với thăm bệnh rồi. Nhưng mà mình đi về ta nói đừng có tin tưởng lại cúng Phật đồng đó, cái nhà đó của tôi đó, Quynh coi à. Yeah. Thấy cái nhà của tôi chưa? Nhà đó cái không? Nhà đó đó. Rồi bây giờ á, đừng tin tưởng lại cúng Phật đồng, trở về lại kẻ ấm bồng ngày xưa. Yeah. Có nghĩa là bây giờ tôi bỏ cái nhà đó, tôi về tôi ở với mẹ tôi rồi. Có nghĩa là trở về, tại vì cha mẹ còn đây nè, mắt mấy nữ Bồ Tát cứ nghe lời tôi, trở về lại kẻ ấm bồng ngày xưa, tại vì cha mẹ mình còn đây nha. Cha mẹ mình còn cái như tàn cây bóng mát mà cha mẹ mình mất rồi là ngơ ngác đời con. Dương hồng phước dạng đầu non mai chiều rủ xuống lệ con đừng có tuôn trào. Dạ, lời đầu tiên thì cho Nguyễn xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Mình trở lại kênh Nguyễn ha. Thì hôm nay tiếp tục những cái video clip của Sư Huynh Ơn ở Bến Tre. Nè, cầm cái dao như clip trước rồi Huynh cũng có nói đó quý vị. Thì Huynh muốn làm một cái nhà tiền chế, là để mà làm tiền chế xong rồi mình làm cái nhà từ thiện đó. Dạ. Để cho anh em huynh đại mà có cái duyên mà dư đồ cũ hay là những cái vật dụng gì mà không xài đó, hay là rau củ quả mà vật dụng không xài hay là dư, thì mình gửi tới nhà từ thiện, rồi tùy duyên ai có nhận thì mình phát ngược lại. Thì cái chỗ này như thế nào thì Huynh có thể chia sẻ được không Huynh? Dạ. Dạ. Cái lý tưởng của mình là mình có bơm đất ha. Lý tưởng dạ. Mình đã lâu rồi, mình vừa tự tu, mình tu phước tu nhân và tu huệ rồi học Phật. Nên bây giờ mình có phỉnh đất nè. Dạ. Mình có 4-5 công đất ở ngay chỗ mặt tiền đường xuống với xã Thế Thận. Dạ. Thì cũng có nhờ đồng đạo, và nhiều khi mình thì làm một mình thì nó lâu. Dạ. Chứ cái lý tưởng của mình thì làm thì cũng cái này cũng lên cây nè Huynh. Dạ. Mình đặt cây xài rồi, mình đặt rồi đó. Rồi mình còn đường lớn đường lên Thế Thuận luôn ha. Đường tỉnh tháng 3 đó dài lúc lẫn luôn, mình qua tới chiếc cái cube lẫn luôn đó. Dạ. Nên bây giờ mình làm cái nhà từ thiện trước nè. Rồi bây giờ người ta cho quần áo, ai có quần áo có giày dép đồ này kia đó là đến cho nhà từ thiện cho. Mà bây giờ mình cần cái số tiền là cũng cỡ 150 triệu á làm cái nhà tiền chế, chứ còn đúng ra nhiều khi nó kẹt cái số tiền này mình không có đủ chức năng. Chứ bây giờ là mình làm chừng 2-3 năm nữa là mới nổi, nhưng mà 2-3 năm nữa thì nó chậm quá. Dạ. Còn một mình thì làm thì nó ngay không nổi. Có ai mà chung chí hướng với mình trong nước và ngoài nước, mấy nữ Bồ Tát ở phương xa, thì có cơ hội này thì chung tay góp sức với mình làm nhà từ thiện, nó lưu truyền đến cả ngàn năm. Thì bây giờ là mình làm cái nhà từ thiện cứ nó để hoài chứ nó không có mất đi được. Có nghĩa suốt đời mà giống như hồi xưa là cấp cô độc, là nhà bá hộ mà người ta cố chí sửa hữu thân, nên người ta lập cái tịnh xá đó, thì nó còn lại tới bây giờ. Nên những nữ Bồ Tát nào mà có cái nghe được cái clip của này thì chung tay góp sức với mình, là một người chút đỉnh gì đó. À, nhiều tay mới dỗ nên kêu chứ không kêu người nào. Dạ. Phụ chút ít thì có ít, phụ ít có nhiều, phụ nhiều, phụ với mình làm cái nhà từ thiện, mình có trồng cây xài rồi này kia nào Huynh. Dạ. Đó, mình trồng cây rồi, rồi ở trước đó ra tới mật lộ, cái ở đây mình làm cái nhà tiền chế, cái dạ, ai ở á. Ở đây là mình làm cái vườn để mà cho anh em mình để về. Về ăn cái vườn này là mía rồi này kia, là mình về đây mình ăn có mía, có xài, có này có kia hết. Là thành lập cái vườn là từ thiện luôn á, cũng như là mình cái vườn của mình là có 4-5-6 công đất, là mình làm từ thiện luôn. Mình có muối nữa, nếu mà bà con nào mà có chung tay cấm sức, mà cái muối của mình là để trị bệnh, mà ai mà mang đầu tư tiền mà đủ mình cắt được 150 triệu thì mình để ba cái muối lại cho bà con tới đây lấy muối rằng trị bệnh tê tay tê chân rồi đó. Yeah. Muối mình là tới mình để tới là 7 lần 7 49 ngày, có nghĩa mình để là tới gần cả 3 tháng mình mới hốt á. Nó qua vậy đó, cái muối nó già đó, nó trị bệnh ai mà bị tay chân tê á, mình nấu một là mình nấu nước, mình xông hơi là nó hết nè. Sư Huynh, có một cái điều á, để rất là khâm phục khi mà bữa nãy mình có ăn cơm, mình có chia sẻ đó. Dạ. Như là Sư Huynh là với lại gia đình là bác với lại vợ đúng không Sư? Dạ, mô Phật. Dạ, là đã làm từ thiện rồi phát bún rồi. Dạ, 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 dạ. Đó là bữa nào cũng làm, cái đó ngày nào cũng làm. Mình phát cho bà con nghèo rồi đó ha Huynh? Dạ, phát cho người già nè, rồi những người biết tật. Rồi mình đi thăm bệnh rồi này kia, bữa nào mình cũng đi mần với rồi mình, nhưng mình đã học đạo tự ngộ. Dạ. Yeah. Tính mình cái lý tưởng của mình thì làm vậy, rồi đặng mình làm xong cái nhà từ thiện xong rồi mình đi truyền đạo, nói chung á hiệp cùng nhau truyền bá đạo lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh cái ơn với cái phước Phật là từ bi vô lượng anh. Đất của mình nó đất của mình nó qua tới cái công này mà đất mặt tiền là dạ dạ dạ, nói gì tiền nói gì bán thì nói chung là tiền tỷ mà để đâu có ví dụ bán. Dạ. Ta nói rồi giờ bán miếng này không, một miếng bề ngang 10 thước thôi cũng có tỷ mấy 2 tỷ nữa. Dạ. Nhưng mà mình đâu có bán,
nó rộng vậy đó, đó ra tới đó luôn đó. Dạ. Nhưng mà mình để làm cái nhà từ thiện để lưu truyền đến ngàn năm ha. Dạ. Để lưu truyền hoài chứ. Dạ. Bà con trong nước ngoài nước này có chung chí hướng với mình thì làm nhà từ thiện chung, chứ không phải mình nói để tên mình hay gì, không có để tên ai á. Dạ. Nhà từ thiện cái chung này á, để nhớ là lúc trước là nó thấp hả Huynh? Ờ, thì nó tuốt cái dưới là bằng láng đó, mình bơm lên mấy năm nay nè, làm một mình làm năm sáu năm nay đó. Rồi bình thường là ở nhà mình làm cái gì? Đi mình đi bằng muối với đi bằng muối với đi bằng đẩy muối mướn. Dạ. Bằng muối với đẩy muối mướn ha. Còn cái này tháng mưa này mình mới vừa bơm đất, mình mới vừa trồng được nhiêu đây. À, mình bơm được nhiêu khúc này trong rồi nè. Là dạ. Mình trồng được nhiêu đây. Còn lại khúc này chưa thiếu ở đây với chút đỉnh nè. Dạ. Mình bơm lên rồi giờ, nhưng mà cái này thì mình bơm vừa còn đủ tiền bơm. Mà có cái đặc biệt là mình thiếu 150 triệu đang làm cái nhà tiền chế. Dạ. Cái dạng tiền chế đó mình làm như thế nào, mình có thể là có nghĩa là đổ vô cái ống cột mà ống ống nhựa đó. Dạ. Một cọng sắt bọc một cọng sắt bọc rồi mình đổ lên ống một tấc tư đó. Dạ. Chừng vài chục cây trụ đó với là toan với cột kèo này kia là hết rồi, mình biết chắc cỡ 150 triệu là đủ rồi. Là mình lót gạch ở dưới rồi xong mình làm đổ cột lên. Mình có tiền thì lót gạch, còn có tiền thí nền. Dạ. Rồi có tiền gì thì lót, mà sao hơi khỏi lót thì thí nền cũng được. Nhưng mà như sư huynh thì với những cái giáo lý nào hay là những cái ý nào mà trong kinh sám để lại là mình nên huynh muốn làm từ thiện à? Có nghĩa là khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi, thầy dạy cho mình mà hãy giúp cho kẻ yếu mới nhầm, đến một hôm khổ hạnh mình khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng mà Phật bự không làm phước để mình cứ đi làm hung dữ rồi vào chùa lại Phật để mà trừ. Phật Tây Phương chắc lẽ hiểu dư dụng cái tâm ý chứ không có dụng vật. Yeah. Phật nào phái tượng cốt kết đồng đâu tại tăng tạo cho hao tiền quá tánh. Quynh nghĩ coi bây giờ là một cái tượng vậy làm 5-6 tỷ bạc mà hỏi, chứ bây giờ là thay gì cái hôm mà cô quyết đó là cái xã thế này là được 10.000 dân thì cho một người được 500-600.000 để mà người ta ăn là qua cái cô quyết rồi. Yeah. Mà mình làm cái tượng vậy lên hỏi, chứ bây giờ cái tượng nó vô lộ vô tri vô giác mình đâu có. Phật á là ta là Phật sống, ta làm tại thế gian này mình làm thật làm thiệt. Bây giờ nè, tôi hỏi bây giờ là cái đó là bây giờ mình nói Phật ơi mời con khổ quá, con đói quá, cái đó là tâm linh chỗ nào? Yeah. Phật ngày xưa đó là Phật sống ở tại thế gian này, chứ không phải tôi nói chuyện đây. Yeah. Mình đó là thiệt nè, bây giờ là mình á, đạo là mình ở trong tay chứ không phải là trong tâm. Yeah. Đạo tại tay chứ không phải đạo tại mồm đâu, biết đạo thì hương nước sớm hôm, đừng tu bạc đèn nhang mai tối, tu chân chánh đừng có tu giả dối, đường Phật tiên thì nên nói bước theo. Giống như ngày trước tôi nói huynh đó, nào nãy tôi nói nó đã tôi hư rồi, trước tôi rất hư, giờ cố sửa cho nên giống như bậc thánh hiền thở trước. Nên á, huynh biết không, tôi ngộ ra được lý nào là những cái đạo thì nói về lý thôi chứ không nói đúng sai. Đạo gì tìm gì lướt biển cầm lưng là huynh tầm về cái chân lý, nương thiền bát nhã vượt sông mê, ai mà lướt khỏi cái sông mê là mình đến cái bờ đó là gọi là giác ngộ. Yeah. Giác ngộ không phải, nó không phải là nói ông mấy ông kia nói thấy cái gì ngộ ngộ giác. Không phải như hồi xưa á, thì tôi mê nhậu à, bây giờ tôi giác ngộ được, biết nhậu xỉn tôi không nhậu nữa, vậy tôi giác chưa. Yeah. Rồi hồi xưa tôi biết hút thuốc vậy á, là bắt đầu nó ho, nó mệt, nó xỉn, tôi theo cái chánh pháp của Phật tôi không hút thuốc, tôi thì nó đâu có ho, đâu. Yeah. Xỉn, vậy giác ngộ. Hồi trước á thì tôi biết á, ăn xịt đồng loại của chúng sanh, mình là động vật nó cũng là động vật, mà mình ăn thịt nó thì sao, vì một miếng ăn khỏi của cổ của mình mà nuốt qua khỏi cổ làm chi đó, sao không tỉnh hồn xét thử coi. Mình ăn một cái gì mà tôi hỏi Huynh là cái gì mà cái ngon của mình không là cái khổ của ta. Dạ. Yeah. Hai Huynh đại mình ngồi dưới cát nói chuyện luôn được không? Rồi được. Huynh dân nắng nổi không? Được được chứ. Rồi mình đâu có sợ. Mình dân nắng nói chuyện luôn. À. Nói về mà cái đỉnh như sư Huynh á. Mô Phật. Tại vì tôi thì tôi nói cho Huynh nghe có. Yeah. Nghĩa là ai mà tạo được cái phước duyên. Dạ. Yeah. Nên á, cái đạo của tôi là đạo làm ngay không làm công, đạo làm lành không có làm đức, đạo làm sáng không làm tối, còn đạo làm dương không có làm âm. Còn bây giờ người ta toàn là đi làm công đức không à. Tôi nói ai mà còn kêu bằng đức Phật, đức thầy thì mình nên tư duy lại đi. Tại vì Phật á chỉ cho mình là làm liền, làm lành, làm. Yeah. Sáng, đâu có chỉ làm công đức đâu. Yeah. Mà tôi nói đơn giản là làm công thì không phải làm cho mình, mà làm đức là không xài được. Ở đây tôi nói cho mấy nữ Bồ Tát trên thế giới ha này kia nghe. Có nghĩa là tôi không bao giờ được phục bà duy trì địa mẫu. Tại vì sao? Tôi nói là tôi chỉ phục hai người thôi. Một, kiên trì địa mẫu. Hai là kim trì địa mẫu. Có nghĩa là tại sao Huynh biết sao? Duy là cái bà đó chỉ ngựa thôi. Mới duy. Còn đặc biệt tôi nói đơn giản cho Huynh nghe. Có nghĩa là kiên trì. Là hồi đó là mình làm ở đây, khai khóa ở đây, đất đai.
mẫu là không không phải là nói mẫu ở đâu, ở trên trời trên đất gì không có đâu Quỳnh. Mẫu là mẫu đất ở đây, ai mà làm đất ở dưới này mà khai thá một mẫu hai mẫu mà nuôi con cho được ăn học thành tài thì người ta về ta học sao? Học có nghĩa là về hồi đó chị làm sao, rồi chị làm như thế nào mà giờ chị được đất như vậy, rồi con chị học thành tài thì người ta học hẩu theo, lại là lại học hẩu theo chứ không phải là quy lại quy lại. Bây giờ Quỳnh nghĩ nha, như tôi hồi đó vậy đó, Phật dạy ta hồi xưa sao làm từ thiện cách nào phải không? Dạy ta làm từ thiện là cách đó. Nói chuyện gì chánh đáng thì khá văn lời thì Phật mình dạy mình hỏi chứ gì, vậy là làm liền làm lành ở đây hay là làm ở trên trời kia? Tây phương, Tây phương Phật ở cõi xa thành tâm mà có Phật mà đâu lai Tây phương mình nghĩ ở đâu? Tây phương cũng là ở đây. Bây giờ nè, Tây phương đi đường nào mình biết không? Tây bây giờ là tôi nói đi vòng đài này là từ thằng 10 trở lại. Còn đi hướng Tây là hỏi chứ kêu bằng ông đạo là đi là từ thằng bầu trở lên. Thì đi thằng bầu trở lên thì chỉ về cái phương á, là cái phương là chỉ về cái phương hướng. Mà mình đi cái đường mà trên thằng 10 thì cái đó là đi về hướng Tây rồi. Thì người ta gặp mình ta kêu bằng gì? Bằng kêu bằng ông thầy, nhưng mà như tôi ở đây người ta kêu bằng thầy vậy, hỏi kêu bằng thầy chưa? Thầy rồi thì mới lên tới tổ, tổ là cao, cũng như là mình mới đầu vô là như ở đây là thầy giáo là vậy, là vậy mới dạy học thôi. Còn lên tới tổ là thầy mới lên tới tổ, tổ là cao rồi. Nên cái lý của đạo thì hồi đó chỉ có thầy và tổ là có, còn bây giờ là mấy người học ở đây thì lấy cái lý từ ở trong đạo ra chứ ở đâu thầy với tổ mới có. Nên Quỳnh biết không, cái đạo pháp của tôi thì nhiều khi tôi nói tự tôi nói nè, đạo thì mình làm ngay một đường mà tại sao giờ làm công mà kêu bằng Đức Phật rồi Đức Thầy. Tôi nói cái này là tam sao qua rồi bị nó thất cái bản thôi. Nhưng mà tôi nói ông ơi là kinh cũng vậy nữa. Kinh thì tôi hiểu ba cái lý kinh đó. Còn nhiều khi người ta nói kinh nhiều cũng không biết. Kinh thì kinh sách. Tại sao kêu bằng kinh sách? Vậy chứ kinh nó có nặng đâu mà mình giác như khiên. Quý nghĩ có phải không? Thì mình chỉ sách trong cái bàn tay mình thôi. Kinh sách mình xem kinh cho mở trí chứ kinh không được đọc. Kinh mình đọc gì là nó kinh đọc là nó chảy nước. Kinh nó đọc tới đâu là chết người ta tới đó không? Rồi kinh viết cũng không được. Kinh viết cũng chết nè. Nên nhắn cùng bổn đạo, kinh không được viết mà kinh không được đọc. Cái từ đó mình ghép, tại từ mình đưa vô từ ghép thôi. Tại mình kêu mình đâu có, mình đâu có biết ghép từ. Mà sư huynh, hồi đó giờ sư huynh đi đó giờ rồi có ai nói là huynh thường chơi chữ, cái kiểu đó là người ta nghe nhiều khi người ta khó hiểu không huynh? Mình người ta có trách tới mình không? Bây giờ để mình nói cho huynh nghe. Tôi là tôi đây, tôi nói ở đây nè, giờ nè, tôi nói chỉ cho huynh đà con đường mà về lâu âm tự ở đâu rồi đường tăng ở đâu rồi tôi cũng chỉ toàn ở đây không, chứ còn tôi không có chỉ ở đâu mà ta là thế giới bây giờ nè. Ở đường tăng cũng ở đây, bây giờ huynh mà cái đường này có 6 thước rồi, huynh có tiền huynh mua 2-3 xe đá huynh làm đổ cái đường tăng ngang. Có nghĩa là huynh làm đường tăng, huynh làm đường tăng cũng được chị, chứ huynh làm đường tăng cũng được. Vậy bây giờ là hả, nếu mà cái đường mà nó hết cái chiều dài, nó hết đá thì huynh làm đường tăng dài. Thì đường tăng đi gì đâu, đường tăng là đi về con đường lâu âm tự. Nè lôi á có nghĩa là rủ thôi, rủ á là mình kêu mà người đó đi được cái gọi là lôi. Âm là vô đó nghe cái dư chấn mà ngày xưa thầy thuyết minh thuyết trình thuyết pháp thuyết lý cho mình nghe, thuyết giảng cho mình nghe thì sao, nghe cái đó là nghe cái âm. Rồi sau này mình nghe mình thấm thí cái cuộc đời của mình á, ta nói đời là cái bể khổ cõi tang thương, chỉ đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi của tiền như bọt nước, tiền tài danh vọng tự xa xương. Một năm mình không có đạo thì gây tim tội, một kiếp biết tu mới khỏi lạc đường. Thì nghe như vậy á, mình thấy ở cái cảnh đời này nó khổ đau, nào cơm máu gạo tiền rồi con vợ bảy món đều là cái thứ nợ ba sinh, nên mình thấy nó khổ đau như vậy rồi sao mình mới tìm về con đường tu. Tu để cho nó giải thoát cho nó bớt giải nè. Nhưng bây giờ là huynh giải thoát bỏ nhà đi, bỏ nhà thì huynh đi chơi được 3 bữa vậy thấy nó tự do tự tại không? Còn nếu mà mình ám ở nhà thì ở nhà này cũng ăn gì, ăn cơm. Bây giờ tôi nói nè, đẹp ăn gì, đẹp ăn cơm. Vậy xấu ăn gì, xấu ăn cơm. Nên ăn gì, nên ăn cơm. Vậy hư ăn gì, hư ăn cơm. Khôn ăn gì, khôn ăn cơm. Giờ bây giờ là ngu ăn gì, nó ngu ăn cơm. Nên vậy mà nhiều khi cái gì cũng ăn cơm hết trơn á, mà hỏi chứ mình làm chi cho nó giành giật. Nào là hỏi chứ tranh nhau nè, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào tình huynh đệ, phân chia hiểm hách là tại vì là đất không. Đất hỏi chứ nè, huynh thấy giờ cái đất này là tôi làm cái nhà từ thiện này, tôi nói cho huynh nghe có nghĩa cái lý của tôi á. Quỳnh thấy bây giờ là cha mẹ cấp đất sổ đỏ cho con xong. Cấp đất sổ đỏ cho con xong hoang rồi, đè là nó bán xong rồi cha mẹ là ra gầm cầu ở hết. Nên tôi á bây giờ cái lý của tôi chỉ nói với là mấy nữ Bồ Tát mà ở khắp nước hang chung tay góp sức với tôi là để làm cái nhà từ thiện để mà chống lại cái tệ nạn mất cái chữ hiếu.
thời bây giờ là mất hiếu dữ lắm rồi, nó bán đất luôn rồi, nó đuổi cho mẹ ra cầu, tôi bảo lãnh hết, tôi bảo lãnh, tôi đi đùm bọc, ai mà cha mẹ nào mà không ấy là tôi về tôi nuôi hết, chi là không có được cái gì, miễn cho được ngày hai cơm tẻ bụi bần hàng đặng có tu thân, nhờ ơn trời ban bố cái phước ân xem cho được cái cuộc phong thần ở tại thế. Nên tôi nói cho huynh nghe, hiếm hồi xưa thì hiếm chứ bây giờ nè, hiếm có lúc con còn giết mẹ dành của tiền để huynh đệ giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình quân đệ phân chia hiểm hách là cũng do đất cát rồi tiền tài vật chất không. Mà hỏi chứ bây giờ nào huynh à, huynh bây giờ tôi nói tôi cũng xài điện thoại mà huynh cũng xài điện thoại, mà bây giờ huynh xài cái điện thoại 20-30 triệu 30-40 triệu rồi sao đó, thì vậy thì huynh phải bắt đổ cái sức ra, huynh trí huynh ra huynh làm rồi huynh tính toán cho nhiều. Còn tôi cũng xài điện thoại, mà tôi xài cái điện thoại mà nhiều người ta người ta bỏ điện thoại có 200-300 ngàn, vậy nó cũng xài nhưng mà nó không có dực vọng, nó không có cao. Vợ tôi cũng có xài, nhưng mà giờ mình kiếm con vợ đẹp quá thì giờ mình bắt phục vụ cho con vợ mình. Còn bây giờ con vợ tôi cũng có xài, nhưng mà hỏi với con vợ mà tôi nói cái gì nó cũng có hai cái mặt. Hả miếng bây giờ con vợ mình nó xấu mình đâu có cần giữ chi, còn hả miếng con vợ mình đẹp thì mình bắt đi giữ chị, hả miếng cái này ngon cái này mà nó khổ cái kia. Hả miếng bây giờ nè, nó khổ vì không có tiền của nhiều thì mình bây giờ là mình nó nhẹ cái trí. Còn hả miếng mà mình vừa nặng cái sức thì nhẹ cái trí, mà mấy người nặng cái trí thì nó khổ chỗ sức. Thì nó ngay nó chỉ có hai cái, nó nói âm dương thì nó chỉ có hai cái đó thôi. Tôi thành lập cái nhà từ thiện này, sau này huynh có đi đâu mà về thế này, mà huynh mà với vợ cũng vậy, ở đây mà sau này có thành lập cái nhà từ thiện đây rồi cái đi lên đi xuống này ở đây nè. Được rồi nên nó huynh biết không, huynh có về đây thì cái nhà từ thiện đây rồi cái vợ chồng huynh thấy cái ghé đây, tôi đã có chung tay góp sức vô làm cái nhà từ thiện này, nó lưu truyền đến hàng ngàn năm chứ đâu phải chuyện chơi. Đây cảm nhận như nè, cái lý đạo trong này nó rất là hay. Đức thầy dạy cho mình là tu là phải hành. Huynh không có tu đi vào hình tướng vô gì quá nhiều, mà huynh đi tu vào cái chuyện hiện tại thực tại, tạo phước, tạo được cái gì tốt cho xã hội. Đúng rồi. Dạ mọi người. Dạ đúng rồi. Cái lý đạo này nó rất là hay, có nghĩa là mình tay nắm sờ đụng được. Đúng rồi, được. Tu trước mắt mà. Mình làm cho những cái người đang sống. Đúng rồi đây. Chứ không phải mình đi cái hình tướng tượng tốt quá nhiều. Đúng rồi. Đi đến đâu nè, tôi nói là huynh nào, huynh cầu nguyện nó lâu về Tây phương lắm nè. Đây nè, cầu nguyện nó không có quá. Cầu nguyện về đầu nha. Cầu đường về chân, nhưng mà huynh làm cầu đường thì nó ngay nó về bên kia nó lẹ hơn, ví dụ mà đi cầu nguyện giống con trang như cái đó này nè, cầu nguyện cái đó không có quá, cầu nguyện nó là tha lực. Nó tha lực có nghĩa là như tôi tha lực, giống như tôi nhờ huynh vậy, chừng nào mà có thì huynh gửi cho tôi là tôi tha lực đó, còn của tôi là hôm nay là tôi làm được nhiêu đây là cái này là tự lực nè. Có nghĩa là tôi tự lực, còn huynh thấy nó có kết quả chưa. Nhưng mà tại vì nó thấy lâu nên là tôi thôi giờ tôi nhờ huynh là như là phụ với tôi đặng cho nó tha lực thêm, đặng cho nó lẹn chút. Có nghĩa là giờ là tôi nhờ tha lực nè, chứ hôm nay là huynh thấy tôi phải tôi nó nổ nó dốc gì đâu, tôi tự sức tôi làm đó, đó là tự lực. Mà cái này sau này là vườn cây ăn trái này là tôi không có nói, huynh biết tại sao cái cây này mà nó ra cái trái không, cây là không ra được cái trái đó, đúng là nó ra cái phải hay không ra cái trái được. Tại sao? Tại vì mình lấy ra cái mình thì chỉ có ra sức mình trồng thôi, nhưng mình trồng đất cho ăn, trời tưới nước, mà mình lấy mình đi bán vậy nó trái đạo với lương thường đạo lý, vậy nó ra cái trái không đó, trong chợ bán là thằng trái không. Còn huynh hái đi cho này nó ra cái phải với lần sau phải cho, còn trái bán. Đúng rồi, tại vì mình trồng nó cái lý của nó là vậy thôi mà, phải cho trái bán rồi. Đúng rồi. Tại vì đâu phải là đi cho, còn trái là đi bán, bởi vì tao bán trong toàn là bán trong chợ, rồi huynh ba mình mua có được cái phải đâu, toàn mua cái trái thôi. Mà sư huynh biết sao mà đại quý huynh không? Môn Phật là huynh đã hành được ăn chay trong vòng 5-6 năm nay. Rồi hàng ngày đi phát đồ chay. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái nhà của huynh á thì nó trùng nó cũ nó cũng chơi rồi. Đại thương, nhưng mà khi mà để hỏi thôi để quay cái nhà của huynh đi, có sửa chữa thì huynh lại nói là thôi là lo làm không có cái nhà cái nhà là cái chỗ cái tâm thành đó, hành đúng cái lý của thầy. Tuy là đôi lúc có những lời văn ngôn từ á thì huynh nói thì nó không có mềm dịu như các sư huynh khác, nhưng mà trong cái lý thật và cái hành thật đúng thì nó rất là sát sao với cái lý thầy, rất là đặc biệt. Tại vì đúng ra tôi đạo là như huynh nói đạo tâm với đạo tai của tôi là nó khác nhau rồi. Tại vì tất cả những cái người mà tu đạo tâm thì nói trong tâm để trong lòng, thì cái đó là tôi cũng thấy đạo. Tôi thực hành là thấy thiệt nè. Đắp đường sổ lộ làm bằng gì? Bằng tay. Rồi phóng sanh thả cá làm bằng gì? Bằng tay. Rồi vậy ở trước mắt làm thiệt vậy chứ đâu có nên là
đi đến đâu rồi đất đường sửa lộ rồi cũng làm bằng tay rồi, bây giờ cho người già gặp người già cho áo cho cơm thì cũng làm bằng tay, thì cái đó làm bằng tay với còn cái vụ tâm mà tôi đâu có biết. Vậy nhiều khi tôi nói vậy thì tôi nhiều khi trong tâm tôi nghĩ chút xíu là đâm huynh rồi đâu này kia vậy, huynh biết không? Không. Vậy chừng nào mà tôi ra tay mới tính. Chưa có ra tay gì tính gì. Nó bây giờ nào huynh, bây giờ là huynh giờ nó quay clip đi, nói đi xuống quanh người này mà chưa có bắt máy, chưa có bấm máy là chưa quay rồi rồi. Nói chuyện á, tôi nói là chưa có bấm máy, chưa có quay rồi vậy chưa ra tay vậy tính chưa? Chưa. Vậy ra tay mới tính. Ra tay mới tính á. À đâu đâu nói vậy. Vậy là thiệt tu là phải thiệt hành đúng không? Đúng rồi. Mà hành là hành động đúng không? Đúng rồi. Bây giờ tôi nói nè, cái người mà tu giả đó dù sắp ngã, dù sắp chết 90 tuổi bây giờ là người ta sắp ngã người ta vẫn thu. Còn cái bằng mà cái người tiệt thu là cái người tu thiệt. Cái người tu thiệt ta đâu có thu nữa. Mà huynh làm cái nhà phụ với tôi làm cái nhà từ thiện này thì vườn cây trái này tôi mốt có trái cây tôi đem ra rồi tôi mặn muối tôi có muối tôi đem về nhà từ thiện. Tôi làm ra còn huynh có cái gì huynh để xung vô cái bầu trời từ thiện thì nó càng ngày càng mạnh thêm. Giống như một cây thì làm trắng nên non mà ba cây chụm lại thì mới lên hồng núi cao vậy tôi nói ha. Vậy tôi nói nè. Bà tôi nói về gia đình mà nãy nói cho quên rồi đó. Gia đình mà có tu là gia đình văn hóa. Mà xã hội có tu là gọi là xã hội văn minh. Mà thế giới có tu là thế giới hòa bình. Mà nhân sinh có tu là nhân sinh được giải thoát. Tôi nói cho huynh nghe. Nếu như mà ai á, tôi kêu là có nhiêu tiền đây mà tôi kêu mình làm cái nhà từ thiện. Mà kêu gọi mà ai mà nếu mà không có hùng vô được thì sao lại nó làm mà. Làm vậy à, nếu mà hùng tiền vô làm tượng đá tượng này kêu mà cái này thật sự thực tế mà không chịu làm thì sao này uổng phí gì lắm. Nghe được mà không có làm được thì nó uổng vậy đó. Huynh thấy uổng không? Còn làm cái 1 tỷ mấy 2 tỷ mà có ra gì đâu. Mua một cái cục đá vậy đâu, trên chùa đó nè, mua cục đá 100 triệu về dựng cái hình vậy, hỏi chứ mày làm ao sen ao này kia, hỏi chứ bây giờ là làm mà một cái tượng gì tốn 5-7 tỷ bạc rồi quên nghĩ rồi, cái đó là nó khuyến mà nó đâu có được giúp đỡ gì cho dân gì đâu. Dạ. Thì đó nó là cái đó ai kêu ông mà nó kêu bằng Phật vậy? Tôi chỉ tôi thấy được 3 cái Phật cho ông coi. Dạ. Hồi đó giờ ông chưa thấy Phật phải không? Tôi chỉ Phật trước mắt. 1 là Phật hóa thân, 2 Phật hiện thân, 3 Phật đắc thân, muốn coi Phật nào tôi chỉ Phật đó. Rồi huynh chỉ 3 vị Phật luôn đi cho. Rồi bây giờ tôi chỉ là Phật đắc thân cho huynh nghe. Dạ. Bây giờ Phật đắc thân đó là như trên cái ông gì mà ông kêu bằng ông Di Lạc đó ở cái trên chùa đó. Ông Ai Di Đại đó ha. Trời tôi nói trên chùa đây. Dạ. Làm cái mà cái ông đó là ông Di Lạc gì. Mà tôi hỏi ông hồi nãy á thì cái người nào mà tôi hỏi huynh vậy chứ cái người nào mà ra đời rồi mới có hình phải không? Dạ. Ra đời rồi có mấy cái hình. Như là ông Ai Di Đà ông ra đời rồi ông có hình nè, tôi chịu nè. Rồi ông Phật Thích Ra mà ông kêu Thích Ca đó, ông cũng ra đời rồi mới có hình. Còn bây giờ cái ông Phật đó, ông kêu bằng gì, ông nói là ông Di Lạc. Ông Di Lạc đó, ông Di Lạc đó, ông ra đời chưa? Tôi nói ông không phải là ông Di Lạc đâu, đời này là ông Di Lạc ra đời. Đàn ông bây giờ là Di Lạc không nào, ông nghĩ coi đàn ông Di Lạc. Chứ không phải là ông Di Lạc, chứ không phải là ông Di Lạc. Cái chữ giờ với chữ đời nó khác nhau chút xíu à. Dạ. Yeah. Cái giờ với đời đi nó khác nhau chút xíu à, nhưng mà ông bỏ lộn dấu đó. Chỉ là ông Di Lạc nhiều tôi nói cho huynh nghe, có nghĩa là sáng là cà phê cà tướng Minh Gia, trưa là lăn la vô quán nhậu, tối là cô cậu quán bia ôm, còn chơi đá gà đá vịt bóng đá bắt độ thì như nghĩa ông nghĩ cái đó là toàn là cá độ ăn thua với nhau không, hỏi chứ ông Di Lạc hay là ông Di Lạc. Dạ. Đời này là ông Di Lạc nhiều nè, nhưng bây giờ tôi nói cho ông nghe, cái ông Di Lạc chứ không phải là cái ông Di Lạc đâu. Làm một cái bức tượng đó huynh nghĩ cái 5-6 cái tỷ bạc mà cái ông đó là bây giờ huynh nói mơ nhà nghèo à mơ nhà đói à như khổ không ai hù đóng lòng tay, vậy cái ông đó ổng có giúp được cái gì không? Đức vô lượng nữa vậy. Không. Không có bao giờ mà ổng nhúc nhích. Dạ. Mà bây giờ mà huynh nói ngay chỗ tôi đi. Huynh nói là cái đó là Phật đắp thân, giờ ổng lạnh quá ổng đắp thân vô là vậy, huynh nói cái gì ổng cũng làm thinh đó đó. Còn huynh thấy Phật hiện thân chưa? Chưa, tôi không biết huynh thấy Phật hiện thân đâu, tôi thấy Phật hiện thân ở chỗ nào. Dạ. Ai mà ở trên chiếc xe lưu ha mà đi lưu lộ tới lui không biết bằng đêm ta sẽ làm gì, ăn lương ăn bổng vẫn biết, nhưng mà làm cái đó làm việc Phật đó, làm việc trên trời đó. Dạ. Cái người là ôm xe lưu, thứ hai là cái người là đang phát quà từ thiện, thứ ba là người phóng sanh thả cá ha, còn cái thứ tư là người đang truyền pháp, cái đó là ta làm việc Phật. Dạ. Ta đang truyền pháp là ta làm việc Phật. Dạ. Thứ hai là người ta thả cá là đang làm việc Phật. Còn tôi biết, tôi không biết người ta làm ác hồi nào. Dạ. Mà người ta đang truyền cái nó pháp nè, đang làm lộ làm đường nè, rồi đang đắp đường sửa cầu nè. Dạ. Rồi đang phát gạo bố thí thì cái đó người ta là Phật hiện thân. Dạ. Bây giờ là quên mà nữ Bồ Tát này bây giờ đang phát gạo thì nữ Bồ Tát này thì giống vậy chứ đâu phải. Dạ. Nữ Bồ Tát. Dạ. Giống. Dạ. Kia đang quay mà thấy nắng là ta che đấy. Thì đó là làm Bồ Tát hiện thân. Dạ. Là đó là hiện thân. Dạ. Bây giờ là vậy có thân không? Có thân. Vậy hiện thân rồi quá thân rồi che chở cho huynh, vậy là Bồ Tát che chở cho huynh. Dạ. Như vậy là có phải là Bồ Tát không? Dạ. Người ta không có che cho mình mà người ta che cho người ta, cái đó là. Dạ. Lòng của ta là Bồ Tát. Dạ. Là người ta chỉ tác bồ. Tôi tác cho hết luôn như cái bồ tát. Tại sao tôi có cái bồ, như tôi có cái bồ muối đi mà tôi không ăn
mà tôi không ăn nữa. Bây giờ là ai ai cần ai tôi tát tôi cho anh, như tôi còn 600 chả muối đó tôi cho hết trơn luôn. Mà hai miếng ngoài đời, ai mà có bệnh tôi cho về nấu nước ngâm giò ngâm tay ngâm chân cho hết luôn. Nhưng mà bây giờ tôi đang kẹt tiền thì bây giờ đó cắt cái nhà tiền chế này cũng làm từ thiện chung chứ không phải còn tôi đây. Nếu mà có tiền đủ tiền hay dư tiền thì tôi đem về cắt nhà từ thiện này, thì muối đó tôi đem về để cho bà con chữa bệnh. Yeah. Chứ đâu phải tôi nói tôi có tiền xài rồi tôi lấy cần tiền chi nữa. Yeah. Nói chung là tôi cuộc sống tôi tự lực cánh sinh, tôi có tiền, tôi có đầy đủ tiền về dư tôi còn cho người khác nữa, đằng tôi lấy tiền chi. Có một cái là Huynh phát ba cái đồ chai từ thiện là năm nay là lấy tiền trong nhà đi phát không á? Mình đi mặn, mình đi khoát chứ. Bữa nào mình cũng đi mặn rồi đi khoát qua từ thiện. Mình đi đẩy muối mướn nè, rồi đi làm mà mình có mấy công đất muối ở trong kia. Rồi mình đi mặn, rồi mình đi đẩy muối mướn, rồi đẩy muối mướn đi phát quà với thăm bệnh rồi. Nhưng mà mình đi về ta nói đừng có tin tưởng lại cúng Phật đồng. Đó cái nhà đó của tôi đó, Huynh coi à. Yeah. Thấy cái nhà của tôi chưa? Nhà đó đó. Rồi bây giờ đừng tin tưởng lại cúng Phật đồng, trở về lại kẻ ấm bồng ngày xưa. Yeah. Có nghĩa là bây giờ tôi bỏ cái nhà đó, tôi về tôi ở với mẹ tôi rồi. Có nghĩa là trở về, tại vì cha mẹ còn đây nè. Mắt mấy nữ Bồ Tát cứ nghe lời tôi, trở về lại kẻ ấm bồng ngày xưa, tại vì cha mẹ mình còn đây nha. Cha mẹ mình còn thấy như tàn cây bóng mát, mà cha mẹ mình mất rồi là ngơ ngác đời con. Vườn hồng phước dạng đầu non, mai chiều rủ xuống lệ con đừng có tuôn trào. Bây giờ là nuôi trái mãng cầu nè, hay là quặt cái đùm nho nè, về mình cho cha mẹ mình ăn. Rồi mình về đặng mình mẹ mình thì giờ buồn thì mình nằm mình chơi nói chuyện rồi với cha mẹ mình chút đỉnh. Chuyện dài 3 năm nữa thì mẹ mình đã già rồi. Già rồi thì mình tự do tự tại được chục mười mấy năm, nhưng mà mình lo cho mẹ mình sao, sau này con mình nó lo mình đi vậy. Mình không lo cho mẹ mình làm sao con mình nó lo cho mình được. Thì y chang như mình thấy cái cảnh gì cũng vậy đó. Mình thấy cho cảnh, tôi chỉ cho Huynh coi cái quả. Quả nào nó cũng phải là kết tụ từ ra cái hoa thôi. Có cay đắng mới ra đường mật ngọt. Cuộc sống không phải hương thơm mới chim hót bão dông qua trời đất lợi tươi màu. Bây giờ mình trồng cây lành mà thì quả gì quả thơm tho. Tuy không có thấy mà sao đâu đâu có mất đâu. Bây giờ Huynh trồng cây, tôi nói tôi xuất tiền tôi trồng cây mà chẳng những tôi mua cây tôi trồng mà tôi còn mua cây tôi cho anh ta nữa. Bây giờ hơn người ta cho anh ta ăn ta trồng đấy rồi, Huynh thấy không? Mà mấy đứa em tôi rồi kia tôi trồng cây rồi tôi thổi đất rồi cho nó đó thấy lập vườn. Nên bây giờ hỏi chứ bây giờ là sau này Huynh về đây tôi nói ở đâu cũng vậy.